chơi chỉ là phụ, chủ yếu là phá, đánh ngu rồi còn đánh mạnh rách nguyên cái bản của người ta. Mua tấm khác dán vào cũng phải vài trăm nghìn là ít, thì hội mấy anh em đang bàn bạc lại với nhau nhưng không đủ tiền đền. Thế là thay đổi kế 72 chạy là thượng sách, đánh nhanh rút gọn tránh bị chủ bắt lại đền.